nước lên rồi nhá. Bơm Hỏa Tiến 24V anh gửi cho em đấy. Đây, em bơm vào bể đây. Còn giếng thì ở chỗ cái lán lán bé bé có thấy hơi thấy dây điện ấy. Đấy. Vườn em này. Số đoạn lợp lưới kia là không phải. Ra hết số không lợp lưới này. Còn lán cha em đây. Mấy tấm năng lượng của em đây. Đấy. Em test cho bác xem này đấy. Chỉ tội là bây giờ là đấy thôi. Chỉ tội là bây giờ là làm sao mà luồn được. Bây giờ em đang đấu thử cho nó lên. Một mình nó luồn xuống thôi. Ra rất đều đấy anh ạ. Thế này là quá ổn định rồi. Em thả tầm khoảng 60 mét. Còn từ đoạn từ cái chỗ con giếng này lên. Đấy, từ cái chỗ thấy hơi đỏ đỏ ấy. Từ chỗ đấy lên đến đây thì mất tầm khoảng 30 mét nữa. Cho em bơm vào cái ao chứa này. Để mang đi tưới cây. Ao dạo này bẩn.